khi tôi làm khóe chân. Giờ là chị lấy khóe cho em nha, có đâu thì nhớ nói chị nha. Ôi em đàn ông mà chị nghĩ sao vậy ta? Cái này là gì của em? Làm chị lấy cho em, lấy khóe nhiều cho em. Dạo này em quá trời nhức chân luôn nè. Đúng khóe rồi. Quá nhiều. Ủa sao đã vậy chị? Trời chị chưa có lấy khóe nè mới đi rồi. Ủa đã quá. Ủa rồi sao nãy kêu đàn ông ta chưa lấy khóe mà ra làm rồi. Ủa sao mà đau dữ vậy chị? Đau quá thì đau quá. Đau quá đau quá. Ngưng ngang đi chị ơi. Sao đau dữ vậy? Cái thằng này nó ồn ghê đó. Đau quá chị ơi. Giúp cho chị làm coi xong đồ này xong xong rồi nè. Rồi tới công chuyện luôn. Ra nè, quá trời khóe rồi em ơi. Ủa sao khóe nhiều vậy? Ôi, chị bắt đầu lấy nha. Ôi chị ơi. Ôi chị. Để chị mới lấy được. Sắp ra chưa chị? Sắp ra chưa? Ủa sắp ra chưa? Tôi đau quá. Trời đất ơi, lấy khóe gì mà đau dữ vậy?